Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến channel của mình là Nidai Phẩm đây. Thì mình có tìm được cái tựa game One Piece gì lạ lạ bữa vui vui tiếp nè các bạn ơi. Thì tựa game này tên là Be Online nha các bạn. Tựa này tên là Be Online luôn. Thì như mấy tựa game giải trí như mình nói đó, là farm cực kỳ dễ dàng và cực kỳ vui luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể vô giải trí cũng được. Thì hiện tại như game này là kinh nghiệm là đang được 9 XP luôn nha các bạn. Vãi, thật sự các bạn nhìn nè. Nè, 9 XP nè, event nè. Đó, các bạn có thể dùng code luôn cũng được. Mà thôi, mình không cần dùng code lắm đâu. Và hiện tại là mình đang đứng ở chỗ một cái đảo. Đây là như là đảo của Hề Bất Kỳ các bạn. Tại đây farm được nhiều tiền các bạn ơi. Chứ các bạn farm ở Tân Thủ rất là ít tiền nha. Mặc dù cái kinh nghiệm các bạn á lên cấp liên tục luôn, nhưng mà tiền các bạn ít lắm. Đây, còn đây là cái map của game nha các bạn. Các bạn nhìn map nè. Phải chưa? Đó, bắt đầu nè. Đó, bắt đầu nè. Scotland, Snowland. Quái, thật sự cái đảo gì vậy? Cái cung gì tròn tròn này nó vậy? Rồi, thôi mình sẽ... Đó, mỗi lần mình toan là sẽ có chữ ha ha. Death Rebound. Cay lắm các bạn ơi, thật sự. Game này đúng trên luôn á chứ. Quái. Rồi, bây giờ mình sẽ đi gọi là random chát quỷ thử cho các bạn xem nha. Đây, thì ở đây là server thường nha các bạn. Nên sẽ có mấy cái hình này chắc mình nghĩ là bị dính hay bị lắc các bạn ơi. Hoặc là cái game admin để vậy. Các bạn không có hai cục bên này nè, nổ nè, đó. Còn đây sẽ là cái chỗ để mà random chát quỷ nha các bạn thấy nha, cái bảng random nè. Đó, spin nè. Khi đây, common là 75% luôn, còn trái uncommon là 25%, còn trái rare là có 5% thôi. Đấy, thì đây là chỗ đảo Tân Thủ nha các bạn. Thì đây, có ai xảy ra rồng kìa. Ghê vậy. Cái gì, rồng này giống bên King Legacy nha. À đúng rồi bạn ơi. Ôi từ giống không có cái mặt coi. Giống đó chứ các bạn, giống đó chứ. Giống bên King Legacy nha các bạn. Hình như cái form rồng này hình như là làm giống nhau hết hay sao các bạn ơi. Đấy, phải không, cái form rồng nè giống King Legacy. Còn đây là cái chỗ mà như là bán kiếm nè các bạn ơi. Đây có rất là nhiều kiếm nha. Đây, từ Yoru V2 nè, 5M tiền. Trời ơi, Kiribachi 100 ngàn thôi nè, 100 ngàn mua được nha. Như đây, xong, bay đấy. Trời ơi, cây tam kiếm nè. Vãi, Yoru đứng đây bán nữa các bạn. Còn đây là cây Yoru là 7 triệu tiền nha các bạn thấy nha. Đó, Dragon Yoru gì? Ngươi hả? Dragon Yoru 7 triệu tiền luôn. Wow, xịn đấy. Hình như là mình có như vậy. Mình có 10 triệu nữa các bạn. Nãy giờ mình farm cũng lên tiền nhanh đấy chứ. Đây, thì từ từ đi đã. Mình giờ mình đi random chát quỷ đi ha. Có chỗ spin luôn nè. Đây, chỗ này random chát quỷ nha. Bây giờ mình lít vô quay thử nha. Rồi, ok. Đào random coi. Coi ra được chứ đây. Rồi. Ôi. Sao còn quay? Vãi. Còn quay nhiều thế. Quay kiểu này là hơi cực nha các bạn. Tại không được lít nhanh đó các bạn. Nên ra trái le mình nghĩ là rất là khó nha. Đó, cứ từng trái vậy là quay cực lắm đấy. Đó, giờ mình lít liên tục vậy thử coi. Ra được nhiều trái không? Không nha các bạn. Không được nhiều trái luôn. Đấy, được có một trái à. Có từng trái vậy à. Quay ra 5% hơi cực nhờ. Phải có lít ra liên tục luôn á thì quá. Được trái rẻ nè. Cái gì đây? Trái common này trái gì vậy? Tàn hình nè. Còn trái này mình nghĩ là Gomu. Rồi, trái này mình nghĩ là Mira quá các bạn ơi. Mình nghĩ chắc trái này là Mira đó. Rồi, chắc mình sẽ nhồng vô thử nha. Coi trái rare này mạnh không. Nhồng vô. Đấy, Mira nha các bạn, chuẩn Mira luôn. Vãi, trời ơi, cái bản skill kia nằm ngay trước mặt luôn. Vãi, thật sự. Không, từ, mình có thể mua được cây Dragon Yoru này luôn á các bạn ơi. Nhìn xịn vãi luôn ha. Chắc mua xài luôn ha. Mua. Ủa, mua chưa? Rồi, mua nữa bạn. Mình còn 3 triệu nữa, còn nhiều lắm, không sao. Đó, Dragon Yoru stuck nữa bạn. Cái giặc á. Ăn vô. Ủa, hên quá, xài kịp nha bạn. Ui, vãi. Ai tới nhiêu nhớ. Vãi, có chữ tan là chữ ha ha, đếch cay tới giờ. Ui, mình chưa kịp nhìn cái hình dáng. Ui. Ủa, nhưng mà mình mất trái Mira nha các bạn. Từ từ nha. Vậy là hình như cái cây Yoru đó, như là tính là squad riêng, squad chung với lại trái quỷ luôn hay sao bạn ơi. Là bạn này quánh hèn chi. Mình vừa nhảy vô phát toan. Vậy là Yoru với lại trái quỷ là tính là một hay sao á. Tính là một hay sao bạn. Mình ăn Yoru vô là mình mất trái quỷ luôn nè. Đó, các bạn thấy nha. Không sao.
lát hồi mình random lại cũng được. Trời ơi, cái cây này 7 triệu luôn mấy bạn, tiếc hơn chứ. Rồi bây giờ sử dụng chi thử nha, nhưng mà các bạn có thể thấy ha, ngầu ha, cây rô này nhìn ngầu vãi chứ. Đấy, ôi ồ, cây rô có nguyên cái mặt quỷ đằng sau á. Rồi nha, để mình sử dụng chiêu thử cho bạn xem nha. Cái gì có transform luôn nè bạn, vãi. Ui, một cây rô mà có thể biến rồng luôn. Đây mình nói đúng rồi bạn, cây rô này hình như là dạng giống chát quỷ á. Rồi cái gì mà body 8b rồi 900m, trời ơi cái gì vậy, body gì mà tính tỷ không vậy, vãi. Mà đứng ở trong xếp zone quánh ra không hả bạn, thấy không, nên rất là khó. Từ từ để mình qua đảo này nha cho dễ. Đây nó mặc ô hết hồn. Ôi được 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 được, vô lẹ vô lẹ vô lẹ vô lẹ vô lẹ, nó khó vậy. Vãi, khó ta, giờ sao qua được đảo kia ta, phải mua thuyền các bạn ơi, mà sợ đang đi thuyền cái bị quánh tan á, đó là vậy. Rồi lại cây tế nhờ. Ồ, cây ru mà có thể trời ơi. Sao thế nhờ? Ơ ủa gì vậy? Gì mới ôi what? Ôi tụi game này tỷ lệ tan các bạn là 99.9% luôn mày. Vừa ra là tan à. Vãi. Không làm gì được. Vãi thật sự. Cứ đứng trong này xài chiêu ra các bạn. Không có cho người khác chơi được, khó chịu nhờ. Đó vậy từ qua không sao bạn ơi, từ từ qua cũng được. Đấy. Qua đây cho dễ review cho bạn ha. Ồ, Kayuru Dragon. Ồ, giá 7m mà các bạn có thể biến được trái rồng luôn nha các bạn. Vậy là Kayuru này có thể lai chát quỷ các kiểu luôn. Xịn vãi đây, chiêu quánh đầu tiên. À, chiêu thứ hai là chiêu này nữa bạn. Chiêu C. Ồ, chiêu C là trưởng thêm nhiều đường thôi, không có gì hết. Rồi, mình có thể biến transform ha. Đó, là nút E nha, là các bạn có thể biến rồng. Rồi, dùng chiêu Z thử coi. Ơ, vãi, rồng xài Kayuru. Rồng vẫn xài cây Yoru như bình thường nha bạn. Là chỉ có rồng này chỉ biến thêm là cho các bạn bay được thôi đó, chứ không có được thêm gì nha. Vãi thật sự. Rồng bá thế. Rồi để mình. Rồi. Đây. Để mình quánh quá cho bạn xem nha đam nha. Đấy, đam mình thì quá mạnh rồi các bạn, nên khỏi cần lo luôn á thật sự. Đó bạn thấy không nào, kinh nghiệm này 9XXX Belly bên này cũng 9XXX luôn. Kinh nghiệm Belly tại 999 không à. Farm khá là đã. Tiền lên nhanh nữa. Nên chơi mấy tự game dạng vậy vui á bạn. Từ từ mình qua từ đảo khác coi nha. Đi thôi. Ôi, đây là đảo A Long nè. A Long Bắc này đúng không? Rồi Hải Quân. Ồ, hồi nãy mình có thấy chỗ Scott nữa bạn, là như đảo của Kaido nữa, đây là sa mạc nè. Ồ, từ từ mình qua từ đảo Kaido xem ha. Coi như thế nào. Đây lắm đảo thấy ô đảo trên trời kìa. Đây đảo gì á, đây đảo gì đây. Ô như đảo tuyết các bạn ơi, đây là đảo tuyết. Đây đảo gì. Ô à, cái này là cái đảo gì quên rồi ta, cái đảo gì ở chỗ Hải Quân các bạn. À, cái này là cái đảo gì á, quên rồi, trời lâu lắm rồi bạn ơi, mấy phần đầu của phim. Hết nhớ nổi rồi. Rồi cái đảo đó hình như là không ra được luôn các bạn, rất khó ra luôn. Còn đây sẽ là Hải Quân ha. Hải Quân. Rồi tắt trên farm. Mình qua đây farm thử có tiền nhiều hơn bên khác không nha các bạn. Ôi. Ôi gì vậy? Gì vậy? Đây. Ồ, Morgan level 500 luôn nữa các bạn. Ủa mà sao quánh Morgan không được? À nhiệm vụ các bạn ơi, đây nhiệm vụ, còn boss đây nè. Boss là quánh Yoro. À. Đó, vậy cũng được không sao. Rồi. Để mình giờ mình làm được cái gì nữa ta? Ngoài mua mấy cái kiếm này các bạn. Giờ cái này là mạnh nhất hiện tại rồi. Giờ 7m các bạn. À bên này là có thể hủy bỏ trái quỷ nữa các bạn, 1000 belly hoặc là reset. Reset điểm nè. Ở 100.000, còn đây là quest level 1. Đó, là vậy. Mới vô thì từ game này chỉ có như đó đó bạn. Thì các bạn có thể muốn vào chơi giải trí thì các bạn vào chơi giải trí ha. Từ 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 từ. Mình còn cái đảo trời mình chưa đi á.
lên chồng lên đi 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 thì các bạn, con rồng này là rồng bên kiến nè, và rất là nhiều tựa game lấy dạng rồng này các bạn, mình nghĩ là chắc có một form giống nhau á nên để làm được. Rồi để mình bay qua thử đảo trời ha. Ô từ từ từ, a long có gì không, ngoài a long đây có gì không? Tại vì cái đảo tiếp theo là cái đảo mình farm bất ghi các bạn, là tiền khá là nhiều rồi, đó là vậy. Còn mấy cái đảo này không biết nhiều tiền không. Cái đây Frankie, what? Ủa mình để ý nha, nãy giờ mấy con boss hình như là toàn là, hình như để ý là mấy boss toàn là chỗ nhiệm vụ không nhớ bạn, là mấy cái nhân vật. Ôi trời, một phát tiền kìa, what, một hết tiền kìa. Boss mấy boss đảo, đáng lẽ boss này phải là đảo đó mới đúng á chứ, đúng không các bạn, mà toàn là nhiệm vụ không mà, là những con người, những nhân vật khác lại là boss ảo thật đấy. Ôi nhìn tiền kìa, một phát tiền đăng ký, trời ơi tiền, thôi tiền chục tỷ luôn á, đã vãi. Thôi web đó, ui rồi ôi tiền lên, trời ơi đã. Vậy là các bạn chỉ cần qua tiêu diệt Ranky thôi là các bạn mạnh liền ha, yên tâm ha. Còn thôi các bạn sẽ thành quái vật liền luôn, kinh nghiệm các bạn chạy hoài không hết luôn. Rồi là vậy ha. Thì từ game này như mình có cái mắc cười là bị có cây Yoru Dragon này hay đó chứ, được đó chứ. Đó và có thể vừa kiếm mà mấy bạn có thể vừa biến rồng được luôn ha, đó là hay, giải trí thôi, các bạn có thể vô chơi và vui thôi là được rồi ha. Thì thôi chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn thấy hay cho xin một like, một subscribe các bạn nhé, để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Còn giờ thì bye bye.